Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 5 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các doanh nghiệp được trao quyết định chủ trương đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 03 đã có nhiều chuyển biến từ nhận thức sang hành động trong cán bộ đảng viên. Đánh giá này được đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị do Đảng ủy khối doanh nghiệp tổ chức vào sáng nay. Xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp cho người dân vùng biển, ghi nhận tại huyện Triệu Phong. Thưa quý vị và các bạn, sẵn sàng lắng nghe các ý kiến, đề xuất của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và luôn tạo môi trường đầu tư tốt nhất để các doanh nghiệp phát triển. Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc vừa diễn ra sáng nay với các nhà đầu tư được trao quyết định chủ trương đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Sĩ Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đã có nhiều kiến nghị đề xuất về tiến độ triển khai các dự án, một số khó khăn vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng. Trong đó tập trung vào việc giải phóng mặt bằng, giao đất cho thuê đất, vấn đề môi trường và nguồn vốn triển khai dự án. Qua đó đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư một cách thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Chính nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoàn thiện các dự án phát triển sản xuất kinh doanh. Từ các kiến nghị đề xuất của các nhà đầu tư, đồng chí đề nghị các sở ngành địa phương tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn vướng mắc kịp thời. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao những ý kiến góp ý của doanh nghiệp tại buổi làm việc và cho rằng những ý kiến trên sẽ góp phần quan trọng trong việc cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh của tỉnh, cũng như phát huy kết quả tốt đẹp của Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng từ thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Quảng Trị 2016, từ những cam kết mạnh mẽ của người đứng đầu chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị tỉnh ủy lần thứ tư vừa diễn ra, chắc chắn Quảng Trị sẽ có bước vượt bậc mới trong quá trình mời gọi đầu tư nói riêng và phát triển kinh tế xã hội nói chung. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch triển khai chính phủ điện tử và chữ ký số, kế hoạch công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 và một số nội dung khác thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông. Đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo đánh giá chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam, Quảng Trị hiện đang đứng ở vị trí 41 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Như vậy tỉnh Quảng Trị đang thuộc nhóm các tỉnh thành phố có độ sẵn sàng thấp. Trước thực trạng đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 nhằm xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, đảm bảo an toàn và an ninh thông tin. Qua đó, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu trong toàn tỉnh, tạo môi trường chia sẻ thông tin qua mạng giữa các cơ quan trên cơ sở khung kiến trúc chính phủ điện tử dành cho cấp tỉnh. Với mục tiêu 100% văn bản trình Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, sở ban ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và trao đổi giữa cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử, 100% các sở ban ngành địa phương có trang hoặc cổng thông tin điện tử, 50% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cung cấp và xử lý trực tuyến, nguồn kinh phí cho giai đoạn 2016-2020 hơn 66 tỷ đồng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh kế hoạch triển khai chính phủ điện tử. Trên cơ sở đó, xác định bức tranh tổng thể của tỉnh gắn liền ứng dụng công nghệ thông tin với các hoạt động nghiệp vụ xây dựng kiến trúc cơ quan điện tử, góp phần tăng cường năng lực chính quyền, cung cấp thông tin tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Các đại biểu còn được tìm hiểu về vai trò, xu hướng phát triển, lợi ích và công nghệ sử dụng chữ ký số đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.
Phát biểu tại buổi họp, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 cần thiết kế lại trên khung của chính phủ điện tử để đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể để thực hiện. Làm thế nào đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị thực hiện chính quyền điện tử? Về nguồn lực, phải bảo đảm dựa trên kế hoạch đầu tư trung hạn, chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh và huy động nguồn lực khác. Về cách thức triển khai, phải phân ra lộ trình cụ thể, ưu tiên những vấn đề trọng tâm, cốt lõi làm trước. Sở Thông tin và Truyền thông cần cung cấp thông tin cụ thể để đơn vị tư vấn đánh giá được thực trạng của công nghệ thông tin của tỉnh. Về chữ ký điện tử, cần cung cấp thông tin số tỉnh đã triển khai, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cách làm để đạt hiệu quả, triển khai như thế nào để thay đổi thói quen, nhận thức về chính quyền điện tử của các tầng lớp nhân dân. Sáng nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2016. Đến dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và cấp ủy cơ sở đã chủ động triển khai và thực hiện, gắn việc thực hiện chỉ thị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các doanh nghiệp và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Qua quá trình thực hiện, Đảng bộ đã thu được kết quả hết sức quan trọng. Cán bộ đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ý thức tự giác của cán bộ đảng viên được nâng lên, sự chuyển biến về nhận thức đã chuyển thành hành động làm theo có hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Khối doanh nghiệp và biểu dương những thành tích của cán bộ đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp 5 năm qua. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, cán bộ đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho là cán bộ đảng viên, cho người lao động trong doanh nghiệp để tiếp tục phải nâng cao được nhận thức một cách đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, và phải đưa cái việc học tập làm theo Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng và tự giác của từng cá nhân, của từng đơn vị. Tổ chức học tập các cái chủ đề về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục là thực hiện các cái chủ đề mà trong các cái khóa trước, đặc biệt là nhấn làm sâu sắc thêm, nhận thức thêm một cách sâu sắc về các cái chủ đề về cái đạo đức, về tư tưởng, về phong cách, và đưa nội dung các cái chủ đề này vào các cái kỳ sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, của cấp ủy, rồi là của là các cái tổ chức đoàn thể. Cần nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy doanh nghiệp. Cái vấn đề này các đồng chí cũng đã thấy qua cái thực hiện 5 năm vừa qua thì cái vai trò người đứng đầu rất là quan trọng. Bây giờ cũng tiếp tục đề nghị nêu cao cái vai trò gương mẫu của người đứng đầu và xác định rõ cái trách nhiệm tự giác gương mẫu học trước, làm trước của người đứng đầu, của lãnh đạo chủ chốt, của cán bộ đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm là trên trước, dưới sau. Tức là lãnh đạo trước, nhân viên sau, và trong trước, ngoài sau, tức là trong đảng trước, ngoài xã hội sau. Rồi học đi đôi với làm theo, và chú trọng là những cái việc làm theo là hết sức là cụ thể, thiết thực. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hồ Thị Thu Hằng đã trao bằng khen cho đồng chí Mai Văn Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong công tác. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương 15 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng nay, huyện Đắk Rông phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Đức Chủng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Tháng hành động vì trẻ em năm nay có chủ đề vì cuộc sống an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em là nhằm thúc đẩy hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tạo điều kiện cho các em được phát triển toàn diện, đặc biệt là trong việc chung tay nhằm tạo ra môi trường an toàn lành mạnh, không tai nạn thương tích cho trẻ em. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ như tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về trách nhiệm bảo vệ chăm sóc trẻ em, lên tiếng tố cáo, thông báo cho các cơ quan chức năng về các nguy cơ và hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em. Tại buổi lễ, tổ chức Di San Foundation trao giấy chứng nhận tiền bảo trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền 6.760.159.200 đồng. Cũng tại buổi lễ phát động có 4 đơn vị là Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Plan ủng hộ quà tặng cho trẻ em trên địa bàn huyện, số tiền 33.500.000 đồng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tại buổi lễ, các đại biểu cũng đã tổ chức quyên góp ủng hộ ngư dân gặp khó khăn do hiện tượng hải sản chết trong thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hiện tượng cá biển chết bất thường gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, đặc biệt là nhân dân vùng biển. Để chia sẻ những khó khăn trên, chiều nay, Công đoàn Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã phát động ủng hộ ngư dân vùng biển. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sẻ chia với những khó khăn của người dân ven biển sau vụ cá chết bất thường, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Công đoàn Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã phát động đợt quyên góp ủng hộ. Tại buổi phát động, mỗi đoàn viên công đoàn hai đơn vị tự nguyện đóng góp 2 ngày lương, kết quả thu được hơn 20 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn, nhưng đây là một việc làm thiết thực với mong muốn cùng với xã hội hỗ trợ giúp đỡ cho người dân vùng biển vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống. Được biết, hiện tượng cá chết bất thường xảy ra đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất và sinh hoạt của người dân 4 tỉnh ven biển miền Trung, trong đó đối với tỉnh Quảng Trị có hơn 23.000 hộ với hơn 64.000 người dân của 16 xã, thị trấn bị ảnh hưởng. Cũng trong chiều nay, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã phát động cán bộ viên chức, người lao động tham gia ủng hộ chương trình vì nạn nhân chất độc da cam và hỗ trợ ngư dân. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã tham gia đóng góp ít nhất là một ngày lương, góp phần giúp nhân dân vùng biển khắc phục hậu quả do hiện tượng cá chết bất thường trên địa bàn tỉnh và chung tay xoa dịu nỗi đau, tiếp sức cho các nạn nhân chất độc da cam với mức ủng hộ tối thiểu là 100.000 đồng. Qua phát động hai chương trình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị thu được gần 50 triệu đồng, trong đó cơ quan đài ủng hộ 20 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh sẽ chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Trị để ủng hộ bà con ngư dân khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, ổn định đời sống và sản xuất, góp phần giúp đỡ nạn nhân da cam vươn lên hòa nhập cộng đồng. Liên quan đến tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương triển khai các giải pháp hỗ trợ ngư dân ổn định đời sống sản xuất. Tại huyện Triệu Phong, các phương án phát triển nông nghiệp vùng biển tạo sinh kế bền vững cho người dân cũng đang được triển khai tích cực. Cây đậu đen xanh lòng là một trong những loài cây trồng cạn cho năng suất và giá trị kinh tế cao trong những năm gần đây tại xã Triệu Vân. Mỗi năm toàn xã trồng 60 hectare, mỗi hectare cho thu hoạch trên 50 triệu đồng. Chính quyền địa phương cho biết, trước tình hình khó khăn của ngư dân trong việc đánh bắt, vụ hè thu này, xã Triều Vân đã coi đây là một trong những loài cây chủ lực để giúp nhân dân phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững. Bây giờ tôi thấy nghề ngư khó thu nhập lắm, cho nên tôi chuyển qua nghề nông nghiệp. Thì vụ mấy vụ trước, tôi làm đủ loài cây, trong đó là năng suất là cây lúa và cây đậu sen. Bây giờ là tôi thấy đậu sen là năng suất cao, năm nay tôi phát huy thêm diện tích. Trên cơ sở điều kiện thực tế, xã Triều Vân, huyện Triều Phong đang triển khai các biện pháp linh hoạt để chuyển đổi ngành nghề cho ngư dân một cách phù hợp. Trong đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp được coi là vấn đề then chốt. Ngoài cây lúa, địa phương chỉ đạo nhân dân mở rộng diện tích các loài cây trồng cạn trên cát, có chất lượng cao như đậu đen xanh lồng, mướp đắng, dưa leo, ném. Cùng với đó, địa phương cũng đang khuyến khích người dân đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi trên vùng cát.
Chồng tôi đi biển, con tôi là đi bán cá. Còn giờ đây là biển mất mùa, hết thu rồi đó. Chỉ là gia đình tôi là vay vốn, mở chăn trại để chăn nuôi. Thu nhập sẽ có kinh tế. Thì sự kiện cá chết bất thường thì một bộ phận lao động của người cá và học nghề cá là có gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của ủy ban xã phải làm thế nào để chuyển một bộ phận lao động nghề cá và hộ kinh nghề cá sang như trồng trọt, những xây dựng chăn nuôi và một số ngành nghề khác để tạo điều kiện tăng thu nhập cho người dân. Có thể nói, những tác động của hiện tượng cá chết bất thường trong thời gian vừa qua vẫn đang ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sản xuất của người dân vùng biển. Theo báo cáo của chính quyền địa phương, hầu hết người dân đã tạm ngừng vươn khơi đánh bắt. Do vậy, việc đồng hành, hỗ trợ sinh kế bền vững, ổn định cuộc sống cho người dân là trọng trách của chính quyền cả cấp và các ngành chức năng. Thưa quý vị và các bạn, so với nhiều vùng đất khác thì việc canh tác nông nghiệp trên vùng đất cát khó khăn hơn. Nhưng bằng những biện pháp kỹ thuật, đầu tư hợp lý và sự chăm sóc đúng cách, những vùng đất cát hoang hóa, bạc màu ở Hải Lăng đã cho những kết quả đáng khích lệ. Gần 2 sào dưa hấu của ông Võ Minh Tiến ở thôn Phương Lang, xã Ba, huyện Hải Lăng đã cho thu hoạch với giá trị tương đối cao. Theo tính toán của ông Tiến, một sào dưa hấu cho thu nhập cao gấp 5 lần so với trồng lúa trong thời điểm hiện tại. Để có được những trái ngọt như ngày hôm nay, ông đã gia công tìm tòi, nghiên cứu loài cây phù hợp với đất cát nhất, đầu tư đường điền, đào mương dẫn nước kết hợp với sử dụng các loài phân chuồng và chăm sóc đúng cách. Qua kinh nghiệm thực tiễn thì nói chung trước mắt là phải chọn cây vào đất. Cây gì nó hợp với cái đất này mà cách đầu tư như thế nào đó thì đúng liều lượng, nó có năng suất cao. Nhưng mà trồng là hoàn toàn trong những cây trái vụ, mà giá trị thương hiệu nó cao hơn. Hiện nay vùng đất cát xã Hải Ba có diện tích 220 hectare, được trồng các loại cây chủ lực như dưa hấu, ngô, sắn, mướp đắng và dưa leo. Trong đó, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư đường điền, hệ thống được tưới, mương thoát nước để trồng cây màu trái vụ theo hình thức luân canh để có thu nhập cao hơn. Những người trồng màu ở Hải Ba cho biết, bình quân một sào hoa màu trên cát có lãi từ 2 đến 3 triệu đồng một vụ. Hội viên nông dân là từ cái vùng biển mà đến cái vùng đồng bằng cùng cái nghiên cứu về cái cây màu là sản xuất có hiệu quả là hơn những cái loài cây khác. Hiện nay bây giờ cây lúa thì bây giờ giá cả cũng được cao, nhưng mà cây màu lấy số lượng làm đông thì giá cả bây giờ cũng phát triển được so với những cái năm trước. Đất cát ở Quảng Trị có tiềm năng lớn và tương đối bằng phẳng. Khai thác và phát triển nông nghiệp trên vùng đất cát không chỉ có ý nghĩa trong việc cải thiện đời sống dân sinh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà trong bối cảnh ngư dân vùng bãi ngang đang gặp khó khăn, thì sản xuất nông nghiệp trên vùng đất cát cũng là hướng đi giúp bà con cải thiện cuộc sống. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hội người khuyết tật tỉnh vừa phối hợp với Sở Nội vụ Quảng Trị đã tổ chức hội thảo mô hình tổ chức hội người khuyết tật cấp huyện, cấp xã. Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đề cập về sự cần thiết cần phát triển mạng lưới tổ chức và cho rằng hiện nay ở Quảng Trị mới có tổ chức hội người khuyết tật ở cấp tỉnh nên rất khó triển khai các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cho hội viên vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Do đó cần sớm thành lập hội người khuyết tật cấp huyện và cấp xã. Đây là nguyện vọng chính đáng của người khuyết tật. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Nội vụ, thực hiện hướng dẫn của Trung ương, hiện nay tỉnh đang xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại các tổ chức hội trên địa bàn, trong đó sẽ sát nhập một số hội có chức năng, nhiệm vụ tương đối giống nhau. Do đó, trước mắt, Hội người khuyết tật tỉnh tập trung chỉ đạo duy trì mô hình hoạt động của các câu lạc bộ hiện có ở cấp huyện và cấp xã, đề nghị ban vận động thành lập Hội người khuyết tật cấp huyện ở một số địa phương kiên định tiếp tục chờ đợi, chưa nên tổ chức đại hội, chờ văn bản hướng dẫn của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang diễn ra tình trạng xe hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn lưu thông trên đường. Điều này đã gây không ít khó khăn cho các lực lượng chức năng và đặc biệt là mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chiếc xe này đã hết niên hạn sử dụng. Để lưu hành được trên đường, lái xe Nguyễn Thành Long ở xã Quảng Thủy, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã dùng một bộ hồ sơ giả nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Đây là biển số chính của chiếc xe tải ở sau lưng tôi.
để lưu thông được trên đường thì các lái xe đã dùng biển số giả. Và điều này đang là một thực trạng đang diễn ra ở Quảng Trị, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng. Và những chiếc xe hết đời như thế này cứ lưu thông ở trên đường thì nguy cơ mất an toàn giao thông rất là lớn. Đến hết năm 2015, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 232 xe hết niên hạn sử dụng. Nhưng muốn làm thủ tục xóa sổ cho những chiếc xe này, lực lượng chức năng đã gặp rất nhiều khó khăn. Với số lượng lớn, xe hết niên hạn sử dụng vẫn đang trốn tránh, lén lút lưu hành trên các tuyến đường. Theo lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, địa bàn hoạt động của loài xe hết niên hạn này chủ yếu là ở các công trường và vùng sâu, vùng xa. Để hạn chế các đối tượng này hoạt động, thì lực lượng tuần tra kiểm soát thì tăng cường là công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp lưu hành cái xe quá niên hạn sử dụng, tập trung vào là kiểm tra các cái xe mà lưu hành mà có cũ nát. Trước thực trạng trên, các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Trị cần vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa. Nếu không, các loài hung thần hết đát này vẫn cứ lưu thông trên đường thì không biết điều gì sẽ xảy ra với người tham gia giao thông ở địa bàn Quảng Trị. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự 20 giờ của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.